Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là xem nhanh rồi. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khi xem nhanh, mình click vào mua ngay nè. Thì mặc định là sản phẩm đã thêm được vào giỏ hàng ha. Thì bây giờ mình đi tới giỏ hàng nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, đây là cái trang home sản phẩm mới nhất ha. Đây là sản phẩm mới nhất, đây là trang home của mình. Đó. Thì mặc định đó ở đây là ở cái clip mà thêm sản phẩm bằng Ajax á, mình đã hướng dẫn cho các bạn là khi mình click vào thêm giỏ hàng thì mặc định nó thêm ha, vào giỏ hàng cho mình, rồi sau đó mình click vào xem tiếp hoặc là đi lên giỏ hàng. Đó, thì mặc định á, cái clip mà thêm sản phẩm vào giỏ hàng á, mình để link bên dưới, các bạn có thể xem lại. Rồi, thì mặc định nó sẽ mang ba yếu tố. Đây, các bạn quay lại layout cho mình. Thì mình có là gì? Khi mình click vào thêm giỏ hàng, nghĩa là khi mình click vào Add to Cart nào bạn ha, Add to Cart. Rồi mình search lại cái mã Ajax Add to Cart ha. Đây, đây là cái mã Ajax của mình. Đó. Thì đây là cái Squid Alert của mình ha, khi thêm giỏ hàng thành công. Rồi đây nó sẽ mang là Product ID, name. Đó là tên của tên của sản phẩm, rồi hình ảnh sản phẩm, số lượng, giá và gì? Giá và cái này là quantity. Quantity, cái này số lượng, cái này số lượng tồn mấy bạn, số lượng còn trong kho, và cái này số lượng mà gọi là mình đặt hàng. Đó. Đây ha. Ví dụ như số lượng đặt hàng mà lớn hơn số lượng trong kho mình hiện tại có thì làm ơn đặt nhỏ hơn cái số lượng gì? Cái số lượng có trong kho. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Các bạn quay lại cho mình trang home. Thì mặc định ở đây. Cái input này ha, cái input này các bạn copy cho mình ha. Rồi ok, các bạn copy cho mình. Thì mặc định nó sẽ lấy những cái gì? Nó sẽ lấy những cái giá trị dựa vào những cái class này, đúng không? Thì các bạn copy cho mình. Các bạn qua lại cho mình cái thằng product controller ha. Thì mặc định ở đây mình lấy được tất cả các dữ liệu product rồi ha. Bây giờ các bạn echo xuống cái này cho mình ha. Đây là cái dòng của mình. Thì mình sẽ cho nó là output value ha, output với cái ID là với cái output là gì? Product quick view đi ha, quick view value đi. Rồi, product quick view value. Thì ở đây mình sẽ gì? Mở cái đó. Rồi. Phát cái. Rồi bây giờ nha. Các bạn sẽ thấy nè. Đây là những cái giá trị input của cái gì? Của cái mình cần thêm ha. Đây rồi, thì hit đầu tiên là cái value là product ID thì mình sẽ có, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ cho mình là product suy ra gì, product ID, ok chưa? Mang product ID rồi, cả mang cái gì product ID này ha, các bạn copy qua đây cho mình, bắt ra đây. Rồi, thì cũng tương tự với cái name này, các bạn bắt ra ha. Nó cũng là gì, một cái product ID thôi. Rồi. Image giá và thích gì và cái số lượng mình cần thêm. Ở đây mặc định nó là một. Thì khi các bạn click vào gì thêm mua ngay thì nó sẽ thêm một vào ha, số lượng một vào. Đó, còn cái này là gì? Name. Cái này là name nè. Thì mình cho cái giá trị name vào ha. Nem, cái cột nem ha, ở trong cơ sở liệu đó bạn. Đó. Rồi tiếp tục là quantity. Quantity. Image và right. Giá. Và tiếp đến là gì? Tiếp đến là cái này, hết rồi ha. Rồi, thì cái ID này, cái mặc định các bạn quay lại layout cho mình. Ở cái phần mà đây. Ở cái phần này. Các bạn kéo lên ha. Ở đây là cái gì? Cái hàm xem nhanh nè. Đó. Rồi, bạn bắt ra. Ở đây các bạn sẽ cho mình là cái thằng output là product quick view value ha. Rồi, HTML data gì? Data là ở đâu rồi? Quick view value value. Đây, data là quick view value luôn ha. Rồi, đây cái ID này. Bây giờ cái ID này mình điền ở đâu của bạn? Thì mình điền ở gì? Ở trong cái gì phần xem nhanh chi tiết này.
ha, thì nó nằm ở trang home, các bạn kéo xuống cho mình. Thì các bạn đặt đâu cũng được ha, các bạn đặt đâu cũng được. Mặc định là cái cột số 7 này, cái cột mang chi tiết đúng không, cái cột này là cái cột mang chi tiết, thì mình sẽ cho một cái form ở đây. Rồi, và ở đây mình ghi là token là CSRF. Ở dưới đây mình cho một cái thẻ deep ID bằng ha, quick value. Rồi thì mặc định đây, quick value thì nó sẽ mang tất cả những cái dữ liệu mà mình được điền ở dưới đây ha, thì nó mặc định nó cũng giống như cái này đó. Rồi form token ha, form token là form token, đóng form ha. Rồi bây giờ mình thử refresh lại nè, thì mặc định mình xem nhanh một sản phẩm, sau đó mình xem thử kiểm tra xem nó có trả về cái dữ liệu, cái giá trị đó chưa ha. Bây giờ mình xem nè, đây các bạn, đây các bạn sẽ thấy nè, đây các bạn sẽ thấy chưa đó, là mang ID 11 11 11 11 ha, đầy đủ dữ liệu nè. Đó bây giờ mình thử một cái sản phẩm khác ha. Rồi sản phẩm này click vào đây thử, các bạn sẽ thấy ha, cột 7 nè, build desk, nó nằm ở trên đây thì phải. Đây nè các bạn, đây ha, quantity, ủa, phát lại ha, xem nhanh, rồi, thử xem nó có hiện thị ra hay không ha, quantity, quick content, quick view content, đây, value nè các bạn, đó, ID bằng 7 ha, mặc định là nó mang nè, giá trị nè, đó, ID 77 nó giống như cái kia ha, giống như cái sản phẩm mới nhất, đó. Rồi, thì bây giờ mình chỉ việc là đổi cái này thành add to cart thôi ha. Thì mặc định các bạn xem nè, xem thêm giỏ hàng ha. Bây giờ mình xem lại xem cái nút là thêm giỏ hàng. Đây, thêm giỏ hàng này là cái name là add to cart và cái gì? Cái class add to cart, mình chỉ cần cái class add to cart này thôi ha. Đó, class add to cart này mình kéo xuống. Thì trong cái nút này mình sẽ cho nó một cái class là add to cart đây. Đó, add to cart. Thì mặc định các bạn sửa lại cho mình cái này là add to cart là quick view để mình chia cắt ra ha, add to cart cái này, đây cái này là của gì, cái này là của cái hàm của gì, của add to cart bằng ajax, còn đây là mình sẽ thêm một cái add to cart quick view nữa, thì bằng cách là mình copy cái đoạn script này mình paste ra đây. Đó. Thì ở đây mình để là to cả quick view ha, quick view đó. Rồi thì ở to cả quick view này nó sẽ bắt cái class gì mấy bạn, nó sẽ bắt class là quick view, thêm quick view vào ha, quick view mặc định gửi tới cái gì, cái hàm add to cart ajax này ha, gửi mình sử dụng chung một 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 cái gì, một cái hàm thôi ha, mình sử dụng chung một cái hàm thôi đó. Xem tiếp, đã thêm giỏ hàng thì sau khi thành công ha, sau khi thành công thì mình sẽ không có gì, không có location giỏ hàng, script alert. Sau khi thành công mình không có hiển thị ra cái này ha, không hiển thị ra cái này, mà mình thử hiển thị ra thử ha, chữ là thêm thành công, mua thành công đi ha, mua ngay thành công đi, nếu mà mua ngay thành công mà nó hiện ra là coi như mình thành công ha. Rồi bắt đầu mình muốn gì, sau khi sau khi mà lệnh là được thành công rồi thì mình muốn hiển thị ra cái gì cũng được đó. Bây giờ mình thử ha, mình refresh nè, bây giờ mình thử nè, bây giờ trong giỏ hàng của mình cái post này chưa có nè ha, thì các bạn nào bị lỗi này thì mình sẽ copy cái post này qua bên cái cạc giỏ hàng ha. Đây cái cạc giỏ hàng của mình nè. Rồi thì mình sẽ cho dòng width, width category post ha. Đó, rồi thì mình refresh, không có cách post nè, này chưa có cách post ha, cách post. Rồi ok thì các bạn refresh lại là thành công nè, thì bây giờ mình có nè, bây giờ mình xóa thử ha, bây giờ là tạm thời giỏ hàng mình trống nè. Bây giờ mình thêm thử quay lại trang chủ ha, mình mở là cái tab mới, mình thêm thử ông nội này coi, mua ngay rồi xem lại ha.
mua ngay nè. Đó, nó bị lỗi nè, card Ajax không xác định được cái gì. Card product name. À, name là tên đó bạn. Đó, card Ajax như là cái này nó vẫn mang cái card quick view. Quick view, view.click. Các bạn cho mình là mà các bạn thay đổi lại cho mình cái này là on click. On click function ha, on click function đi. On click. Rồi, các bạn cho đây là function. Nó giống như cái này ha. Rồi. Rồi, click vào cái gì mấy bạn? Click vào cái account view. Rồi, bây giờ là cái này là document. Ha, rồi các bạn xóa đi cho mình cái này, mình không cần cái này ha. Rồi ok, các bạn ghi lại cho mình cái này bằng cái này ha. Rồi, this data card name nè, bây giờ mình kiểm tra lại ha, bên thằng product controller. Ở đây là name nè, product ID. Product name, value mà product name nè. Rồi ok, bây giờ mình thử lại ha. Xem nhanh. Mua. Không xác định được product name. Lỗi chỗ này nè bạn. Đổi chỗ này ha. Mình quay lại trang home nè. Ở đây mình chưa có đưa vào data gì đây. Nó lấy ID để nó so sánh đúng không? Để nó so sánh những cái gì, những cái class thì mặc định nó phải có là data ID đúng không? Thì mặc định nó giống trên này nè các bạn. Các bạn copy cái dòng này xuống cho mình. Đó, copy dòng này xuống cho mình. Bắt ra đây thì mặc định product các bạn để nguyên cho mình luôn ha, product product ID. Rồi mình sử dụng là gì, mình sử dụng cái product này luôn ha, mình sử dụng product này luôn. Ở đây là product mang product ID. Rồi bây giờ refresh lại ha, thì ở đây mặc định mình sẽ gì, xem nhanh một sản phẩm nè. Đó, sau đó mình click vào là mua ngay. Đó, thì các bạn sẽ thấy là mua ngay thành công nè. Đó, ha, nó hiển thị mua ngay thành công là ok. Rồi, bây giờ mình thử lại ha. Bây giờ mình thử vào cái giỏ hàng của mình refresh lại xem. Đó, là nó có một cái sản phẩm vào trong giỏ hàng rồi ha. Thì mặc định bây giờ các bạn quay lại cho mình cái nào. Thì sau khi thêm thành công rồi thì success nè. Thì mình sẽ hiển thị cái gì? Và đây. Các bạn thêm cho mình ở đây. Các bạn thêm cho mình ở đây là một cái before send, có nghĩa là trước khi gửi ha, thì nó sẽ hiển thị ra một cái thông báo là đang đang gì? Đang thêm sản phẩm vào, đang xem sản phẩm vào giỏ hàng đi ha, giỏ hàng. Rồi ở đây mình sẽ có là bắt cái ID là before send. Quick view đi ha, quick view. Rồi. Sau đó là cái before script view này mình sẽ ghi trang home này. Ở dưới là gì? Ở dưới mình ghi ở dưới cái mua sản phẩm hả bạn? Đây. Deep ID bằng before send quick view. Ha, đó để cho nó hiển thị thông báo là đang thêm sản phẩm vào giỏ. Rồi sau khi mà mình thêm sản phẩm thành công rồi thì các bạn sẽ styling cho cái này ha, cái dòng chữ này của mình tí xíu ha. Thì ở đây các bạn quay lại cho mình cái layout. Ở đây mình cho nó một cái thẻ B đi. Thẻ B hoặc là một cái thẻ span cũng được ha bạn. Đó, thẻ B đi ha, thẻ B cho nó cách xuống một tí xíu ha. Thì cái span này mang một cái class là test. Cái class bằng là test. Test primary đi ha. Rồi ở dưới đây cộng. Rồi
Cái dòng này đang bị lỗi. À. Rồi. Dưới đây. Dầu giỏ hàng. Rồi, ở đây các bạn đóng cho mình cái thẻ B ha. Đó, cái này là chuẩn nè. Cái thẻ B tiếp tục các bạn ghi xuống dưới đây cho mình sản phẩm và mình đóng cái thẻ B này lại. Cái này là success, thành công ha. Đó. Rồi, phép xem nhanh. Mua ngay. Đó, sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Thì sau khi em vào giỏ hàng thì cái nút này nó sẽ là tắt đi ha, sau đó nó hiện cái nút là đi tới sản phẩm, đi tới giỏ hàng nếu các bạn muốn. Thì mặc định bây giờ mình sẽ thành công nè, thì đầu tiên là xuất hiện ra cái dòng chữ này, rồi tiếp tục đó mình sẽ gì, mình sẽ thêm vào cái nút này một cái attribute là disable ha, disable là tắt đi đó. Bây giờ mình thử nè. Bây giờ nó disable, nó tắt nè, các bạn không thể click vào được nữa nè, không bảo không thể click vào được nữa. Layout các bạn cho mình là cái nút này, bây giờ nó đang mang cái ID là add. Cái nút này chưa có ID, chưa có ID. Bây giờ mình thử thêm một cái ID vào ha, ID là mua ngay quick view đi ha, mua ngay quick view hoặc là buy quick view đi. Buy quick view. Rồi. Bây giờ mình sẽ dựa vào cái ID này để mình thêm cái attribute cho nó ha. Qua bên đây. Bạn sẽ cho mình rồi, chấm gì? Attribute. Thêm cái gì? Thêm cái disable. Disable ha. Disable. Có D ha. Rồi, choose. Rồi, choose ha. Đâu, các bạn thêm lại thử cho mình ha. Rồi, bây giờ mình thêm cái sản phẩm này. Xem ngay. Bây giờ là mình có gì? Mình có hai sản phẩm rồi. Mình mua cái sản phẩm này. Đó, sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Nó sẽ, các bạn không được list nữa ha. Các bạn, nó không cho các bạn list nữa. Mình refresh nè. À, cái sản phẩm này hình như đã thêm rồi. Phải, mình thêm sản phẩm khác coi. Các bạn bỏ cho mình cái này, cái nút này ha, các bạn không cần phải làm nút này nữa, bỏ cho mình cái nút này đó. Mình chỉ việc là bây giờ mình sẽ gì, ví dụ như mình xem xong thì có cái nút là đi tới giỏ hàng nè, đó mua ngay đó, rồi đi tới giỏ hàng ha. Thì mặc định khi các bạn click vào mua ngay, các bạn muốn click bao nhiêu click, nhưng mà mặc định á, ở trong đây nó chỉ thêm cho mình một cái gì, một cái sản phẩm thôi ha. Đó thì bây giờ mình đi tới giỏ hàng, thì mặc định mình click vào đi tới giỏ hàng, thì ở đây các bạn xem lại cho mình đi tới giỏ hàng nè. Thì các bạn thêm cho mình một cái class là redirect card ha. Thì cái class này các bạn qua đây các bạn ghi cho mình là redirect card on click nè, redirect card. Rồi mua ngay. Rồi đi tới trang giỏ hàng. Hiện tại mình có xem lại là cái nút xem nhanh này, cái nút mua ngay này, hiện tại là nó không có đúng theo cái sản phẩm mà mình thêm ha. Thì các bạn sửa lại như sau cho mình, sửa lại như sau cho mình ha. Tại khi mình click vào mua ngay nè, đó thì ở đây là mình vừa mới sửa lại cho nên là nó đúng sản phẩm ha, nó đúng sản phẩm. Còn đó đây nè, đó nó đúng sản phẩm mà mình thêm. Thì các bạn sửa lại như sau. Thì cái nút mua ngay á, các bạn ở đây các bạn cho qua cái controller này luôn ha. Nút mua ngay á, các bạn cất nó ra ở trang gì đây, nút mua ngay nó nằm ở trước before send ha, các bạn cất nó ra, các bạn cho nó vào bên đây để nó lấy đúng ra cái sản phẩm dựa vào cái ID hơn ha. Đó với cái output là product button. Rồi các bạn thay thế cho mình là cái ID ở đây bằng cái ID mà có trên đây ha. Rồi thì mình sẽ cho nó hiện dựa trên cái ID là gì, dựa trên cái ID là product quick view button, HTML là product button ha. Đây product button đó, thì đây product quick view button, đây product quick view button ha. Đó các bạn di chuyển cái nút button ra ha,
cho nó hiển thị kiểu JSON luôn đó, cho hiển thị kiểu JSON luôn để nó thêm cái sản phẩm đúng hơn đó. À, rồi bây giờ mình thử lại ha, bây giờ mình thử lại một cái sản phẩm là cái áo thun trắng này đi, rồi mình xem nhanh mình thêm đó. Thì mình đi tới cửa hàng thì các bạn sẽ thấy nó thêm được cái áo thun trắng này ha, nó thêm đúng sản phẩm hơn đó. Rồi xin cảm ơn các bạn ha.